Xin chào mọi người, Ngọc Lan đã trở lại với chương trình của công ty trách nhiệm hữu hạn Takio rồi đây. Và trong những các hội kinh doanh cũng như là các hội gia đình buôn bán cũng như là kinh doanh thuốc Bắc, thuốc Nam thì chắc hẳn là việc quý vị và các bạn cần phải thời gian ngồi để thái những cây thuốc Nam, thuốc Bắc hay có thể là chặt khúc những cây thuốc Nam, thuốc Bắc thì khá là tốn nhiều thời gian cũng như là ảnh hưởng tới sức khỏe của bà con. Và biết được điều đó nên ngày hôm nay Ngọc Lan xin giới thiệu tới bà con đó chính là con máy Takio TK2200 lớp. Với con máy này có hai chức năng, bà con có thể vừa thái lát được hoặc bà con có thể vừa cắt khúc được, và nhờ vào đó bà con có thể nâng cao được năng suất lao động của mình cũng như là tiết kiệm tối đa thời gian. Trong video này Ngọc Lan sẽ xin giới thiệu sơ qua về con máy TK2200 lớp này cho bà con cùng tưởng tượng được, đồng thời Ngọc Lan sẽ test trực tiếp với những nguyên liệu mà Ngọc Lan đã chuẩn bị sẵn ở đây để cho bà con có thể tham khảo xem nào bà con có nên sở hữu hay là nên mua con máy TK2200 lớp này về để phục vụ cho việc kinh doanh của mình không nhé. Và bây giờ Ngọc Lan sẽ test cho bà con coi đó chính là cắt khúc của con máy Takio TK2200 lớp. Và đây chính là thành phẩm mà Ngọc Lan vừa mới băm từ con máy Takio TK2200 lớp. Và con máy này được băm là đang ở chế độ băm là cắt khúc. Mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi xem. Với những lát cắt khúc như thế này thì quý vị và các bạn chắc hẳn rất là hài lòng, bởi vì có thể tận dụng cho mình ở trong việc phơi khô để làm thuốc Nam, thuốc Bắc đều được. Và mời bà con hãy cùng theo Ngọc Lan xem thành phẩm của mình sau khi thái lát nhé. Như bà con đã thấy là những lát cắt này rất là đều nhau, và hầu như là cành cây của mình giữ nguyên được lát cắt của mình. Phần phía ngoài đó chính là vỏ và phần phía trong chính là thân cân. Như quý vị và các bạn có thể quan sát thấy là chúng ta sẽ không bị, hầu như là không bị vỡ vụn. Và đây chính là con máy Takio TK2200 lớp dùng để thái và cắt khúc thuốc Nam, thuốc Bắc. Như quý vị và các bạn có thể nhìn thấy là máy có hai miệng nạp nguyên liệu. Miệng nạp nguyên liệu phía ngoài giúp cho bà con có thể sử dụng để cắt khúc, và miệng nạp nguyên liệu phía trong bà con hoàn toàn có thể sử dụng để thái lát. Do là hàng chính hãng của công ty Takio sản xuất nên là logo của Takio sẽ được dập nổi ngay ở trên nắp máy. Máy được trang bị thêm đó chính là một miệng xả nguyên liệu và một bát cài. Bà con hoàn toàn có thể đóng và mở ra một cách dễ dàng. Mời bà con sẽ cùng tham khảo. Đây chính là vị trí dao để cho bà con sử dụng để cắt khúc. Và phía dao phía trong này là bộ dao để cho bà con sử dụng để thái lát. Dao này được làm bằng thép rèn nhíp ô tô, bởi vậy dao của mình được đảm bảo thêm độ sắc bén cũng như là độ bền bỉ trong quá trình bà con sử dụng. Mời bà con hãy cùng xem thiết kế ở phía bên này của máy. Đây chính là thiết kế của CB chống giật. Trong quá trình bà con sử dụng, nếu như nguồn điện có vấn đề gì, CB của mình sẽ tự động tắt, nhờ đó đảm bảo an toàn cho bà con. Đây chính là hệ thống hai bật đạn giúp cho máy hoạt động một cách bền bỉ hơn thông qua một trục quay. Phần phía còn lại đó chính là hệ thống dây cura. Dây cura sẽ được kết nối giữa pulley của máy và pulley của động cơ. Phía đằng sau này chúng ta cũng sẽ thấy logo của Takio được in dập nổi ngay ở phía đằng sau máy. Và toàn bộ của máy được làm bằng sắt chữ V khá là chắc chắn và dày dặn, được sơn một lớp sơn chống gỉ ở phía bên ngoài. Con máy Takio TK2200 lớp này được sử dụng với công suất là 2,2 kW, tương đương với 3 HP. Con máy này bà con hoàn toàn có thể an tâm về độ bền bỉ của nó, bởi động cơ của nó được sử dụng 100% lõi đồng. Vỏ động cơ thì được làm bằng hợp kim nhôm, chịu nhiệt và chịu mài mòn cao. Toàn bộ con máy Takio TK2200 lớp này sẽ được bảo hành lên đến là 18 tháng. Còn motor của máy thì sẽ được bảo hành lên đến là 12 tháng, một đổi một nếu như là lỗi của nhà sản xuất.